Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ gửi trong trải bài. Cuối cùng bạn nên làm gì để có thể tiếp tục mối quan hệ này? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Sau đây là những lá bài bạn có được trong trải bài. Đầu tiên là các bạn có lá 3 tiền. Kế đến nữa là các bạn có lá Ace of Cups. Tiếp đến nữa là các bạn có lá King of Pentacles. Và lá bài đầu tiên sẽ thể hiện những cái gì bạn mong muốn trong cái cuộc sống tình cảm của mình. Đó chính là các bạn hy vọng có được cái một mối tình mà đồng lòng, vợ chồng, tác biển đông cũng cạn. Bởi vì hơn ai hết, bạn rất hiểu được là tình cảm sẽ không được hoàn thành bởi một cá nhân nhất định, mà nó cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của cả hai để cho cái mối tình cảm được phát triển tốt nhất. Đôi khi nó sẽ tha cho thấy cái dấu hiệu của bạn mong muốn là được phối hợp ăn ý với người yêu của mình mà không cần phải tự mình suy nghĩ, tự mình làm tất cả mọi thứ. Và tinh thần của lá bài đại diện cho bạn mong muốn một cặp đôi có thể kết hợp với nhau, lập ra những kế hoạch cho cuộc đời và hoàn thành những mục tiêu đó. Ở nơi đây, cái cặp đôi sẽ trao một cái giá trị thực sự cho nhau, cùng nhau phát triển, có một sự thoải mái thật sự giữa hai người. Và bạn mong muốn đây là một cái nơi thật sự thoải mái để có phát triển và xem nhau là tri kỷ trong cuộc đời. Bạn hy vọng có được một cái người yêu biết hợp tác cùng bạn, biết hoạt động và cùng nhau hoàn thành những công việc thường nhật hàng ngày, đóng góp cho nhau và kết hợp để cùng nhau đạt được những cái nỗ lực lớn trong cuộc sống. Và bạn cũng mong muốn người yêu của mình có thể định tâm cam kết với mối quan hệ này và nỗ lực hết mình để cho cái tình cảm được diễn ra tốt đẹp. Bạn hy vọng cả hai sẽ phát triển và tìm hiểu nhiều hơn, có thể tâm sự chia sẻ buồn vui trong cuộc sống này. Điều ngăn cản cho hai bạn mất kết nối và mối quan hệ này đi vào ngõ cụt, đó chính là một cái sự thể hiện ở một cái người khác. Họ không tìm thấy cái sự yên bình trong cuộc sống của họ, nên họ cố gắng xa lánh với tất cả bạn bè và gia đình để cho cái bản thân mình sống thả lỏng. Bởi vì họ có gì đó không có xóa bỏ được cái hận thù để tìm lấy cái thanh bình trong chính họ. Và họ để cho cái những cái gì cảm xúc tiêu cực dẫn họ đi rất là xa. Và chính bản thân họ chưa tìm thấy cái nội tại trong cuộc sống của mình. Họ chưa biết được thế nào là thoải mái với việc họ là ai, họ cảm thấy gì. Và họ không e dè khi sẽ chia sẻ một phần tâm hồn của mình với người khác, chính là chia sẻ với bạn. Bởi vì họ để cho cái dòng năng lượng đó, cảm hứng tự do tuôn chảy theo một cách tiêu cực, mà họ không biết chào đón những cơ hội mới và kích thích trí tưởng tượng của mình để phát huy ra cái khả năng bẩm sinh từ họ. Và chính họ đang kìm nén cảm xúc đã quá lâu rồi. Đây là lúc mà họ nên giải phóng cảm xúc mình ra. Nếu như mà giữ quá lâu cái cảm xúc như vậy, đến mức quên đi những cảm xúc chân thật của bản thân và trở nên giá lạnh trong lòng, thì trong cái mối quan hệ, cái tình yêu sẽ bị khiến họ bảo vệ cái bản thân họ ra khỏi những tổn thương. Họ sợ là vào cái tình yêu này, họ mất niềm tin vào nó, cho đến họ sợ đi và họ tự ti, dẫn đến cái mối quan hệ của hai bạn đến kết thúc. Và sóng gió cái ập tới làm tổn thương cảm xúc của họ rất là nhiều, khiến cho họ chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Điều này họ chỉ muốn bảo vệ cái bản thân của mình thoát khỏi ra cái tổn thương trong tình cảm, chứ không phải là họ không thương bạn nha các bạn. Chính vì họ sợ họ bị đau khổ, họ sợ họ bị tổn thương, cho đến dẫn đến cái cảm xúc của họ bị chai lì và rất là lạnh lùng. Và làm thế nào để có thể cứu vãn được cái mối quan hệ này? Đây là câu trả lời cho các bạn. Và cái mối quan hệ này muốn được tiếp tục là các bạn phải chờ đợi khi mà họ tạo được giá trị cho bản thân, họ tích lũy những cái bài học trong cuộc sống và biết cho đi nhiều hơn. Khi mà cái năng lượng tích cực và họ sống trách nhiệm, biết cái điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra là khi họ mà hoàn thành cái nhiệm vụ của chính mình. Lúc mà họ tận hưởng cái thành công, thì khi đó mặt tinh thần của họ mới nghĩ đến cái tình yêu của mình. Cái mà họ cần là họ cần phát triển về kỹ năng quản lý cuộc sống hàng ngày của mình. Cách mà họ biết tạo ra những định hướng và gan dạ sẵn sàng tham gia vào bất cứ hoạt động nào
để họ phát triển bản thân của mình. Đây là một cái điều cần thiết nhất cho họ trong lúc này. Và chỉ khi cái người này không có sợ hãi khi phải đưa ra lời cam kết với một ai đó, bởi vì bản thân họ không có muốn gắn kết với ai lâu dài hết. Bởi vì cái họ cần tìm được cuộc sống này, đó chính là khám phá ra bản thân. Và điều quan trọng nhất trong cái thời điểm này là họ muốn họ thành công, và họ có tài chính vững mạnh. Tình cảm chỉ là thứ yếu mà thôi. Nên mình nghĩ các bạn bước vào cuộc đời của họ bị sai cái thời điểm. Đây là không phải lúc để họ yêu, mà cái lúc họ để phát triển cái sự nghiệp. Bởi vì cái người này có xu hướng là rất kiểm soát chặt chẽ và cực kỳ gia trưởng trong mối quan hệ. Do đó khi một cái ý kiến gì đó mà cái sai ý của họ đâm ra, họ rất là bực tức và dễ buông bỏ lắm các bạn. Khi nào mà họ học được cái sự hỗ trợ, hợp tác và biết tiếp nhận ý kiến của người khác thì khi đó họ mới trưởng thành và họ mới phát triển và họ thành công hơn trong cuộc sống này. Đây là cái thời điểm họ muốn tập trung vào sự nghiệp rất là nhiều. Và cái lời khuyên cho họ là nên phải thực tế một chút. Và những cái thông tin, những vấn đề trong cuộc sống của mình, họ cần phải sử dụng cái khả năng giải quyết để tìm ra cái giải pháp hay nhất và tận dụng cái kỹ năng khác nhau để tạo ra thành công của chính mình. Và phải thực sự thoải mái với tất cả mọi người và không phân biệt đối xử với bất kỳ ai hết. Và việc của bạn cần làm là nếu bạn cảm thấy là cái người này xứng đáng với mình thì bạn hãy chờ đợi và chờ cho họ phát triển bản thân. Sau đó bạn có thể liên hệ để kết nối mình với họ trở lại, hoặc là bạn hãy có thể buông bỏ, vì đây là không phải thời điểm thích hợp để cho bạn có được cái tình cảm của từng người này. Bởi vì trong họ có sự sợ hãi về một cái tương lai bất định và có cảm giác bất an rất là nhiều. Và mình hy vọng là các bạn sẽ tìm được một người mà cái năng lượng của họ sẽ trao cho bạn, khiến các bạn sẽ vui vẻ khi thức giấc và tối rất yên tâm khi đi ngủ, làm bất cứ chuyện gì cũng tràn đầy động lực, ngập tràn sự mong đợi về tương lai. Như vậy là bạn sẽ không có yêu sai người, bởi vì tình cảm phù hợp nhất là tình cảm mà hai bạn có thể bầu bạn và trở thành ánh mặt trời của đối phương. Và cái thông điệp của Oracle gửi cho cái vấn đề này là các bạn phải biết control, tức là điều khiển cái những cái vấn nạn của mình. Bởi vì cái Thượng Đế đã trao cho bạn cái sức mạnh và cái năng lực để các bạn vượt qua những cái nỗi vấn nạn của mình một cách nhanh nhất có thể, thay vì bạn ở đó bạn sợ hãi và để cho những cái vấn nạn phát sinh nó điều khiển cuộc sống của chính bạn. Mình hy vọng các bạn sẽ tìm thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm, và hy vọng cho cái người đó sẽ tìm chính bản thân mình và biết đâu là một cái mối quan hệ mà họ cần phải giữ lấy trong ngay lúc này. Bởi vì khi mà bạn tìm thấy bản thân của mình, nhưng bên cạnh đó bạn cũng cần có sự hỗ trợ giúp đỡ từ người khác. Và tình yêu chính là một cái tình yêu có thể giúp cho bạn tìm lại chính mình và phát triển bản thân của mình nhiều hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.